Hello, bốn máy kinh bôn xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì bên em sẽ lên sóng chào bán một cặp xe hạng A nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Một trong số các hàng dòng xe rất là nhỏ gọn, đi lại các đường phố ngõ ngách thì khá là tiện lợi mọi người nhé. Tổng thành sơn si của em nó rất là đẹp luôn, cả hai chiếc này đều là phiên bản số sàn nhé. Một chiếc Hyundai Getz và một chiếc Kia Morning. Chiếc Getz thì được sản xuất năm 2008 và chiếc Morning là sản xuất năm 2005. Cả hai mẫu xe nhập khẩu rất là chất lượng, bền bỉ và đặc biệt là rất là kinh tế mọi người nhé. Rất là kinh tế luôn. Những mẫu xe hạng A thì đồ đạc phụ tùng thay thế thì rất là tìm, rất là dễ và rẻ rồi. Cả hai chiếc sơn si đây rất là đẹp, đăng kiểm dài. Loanh quanh trong tầm tiền từ 105 triệu đến 135 triệu quý vị nhé. Là chúng ta đã sở hữu được một mẫu bốn bánh đi lại tránh mưa tránh nắng rồi. Đấy, một mẫu xe sang ăn như ngửi đây. Và chất lượng của xe thì rất là tốt rồi. Số điện thoại liên hệ của em là 0354152888. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên bốn bánh Kinh Môn thì có mua bán vận chuyển giao xe trên toàn quốc nhé. Và hai mẫu xe này thì bên em đã có video quay chi tiết rồi nhá. Đấy, mọi người ưng chiếc nào thì cứ liên hệ cho em sẽ gửi video chi tiết cho. Đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người chiếc Hyundai Getz này. Sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn. Mang biển kiểm soát là 99A24702. Đấy, một chiếc xe mang tên Tiên biển Bắc Linh. Đấy, dàn lốp thì khe rãnh còn lanh quanh tầm 70% nhá. Bộ mâm thường nguyên bản này. Đăng kiểm tháng 5 năm 2022 nhé. Đấy, một chiếc xe là không có đâm đụng, không có nước này, mọi người yên tâm này. Đấy, các kính này, kính này còn theo xe hết này. Nó này mọi người yên tâm nhé. Nội thất đây, ngoại thất màu trắng, còn đâu là nội thất là toàn mặt màu đen hết, toàn màu đen hết mọi người nhé. Đấy, màn hình này, khóa khiển này, ghế bọc da đây. Trần mộc da luôn, rất là dễ dàng lau chùi nhé. Ngoại thất màu trắng, còn đồ là nội thất là màu đen hết. 135 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe Getz này rồi. Nội thất rất là thơm, xoa sạch sẽ. Đó, mọi chi tiết của xe này nhá, rất là ok luôn quý vị này. Dòng xe Getz này là máy số rất là bền và lành luôn nhá. Đấy, cực kỳ là châu bò luôn đối với dòng xe Getz này. Hệ thống khung gầm sàn của em nó đây. Đấy, khung gầm sàn này không có mục ngoặt này. Đó, không mục ngoặt nhé. 135 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu chiếc Hyundai Getz này rồi. Đấy. Tổng thành sơn si đây. Xe form xe Getz này thì xe rộng hơn đối với chiếc Kia Morning một chút này. Nhỉnh hơn một chút đây. Dòng Getz này chạy rất là đầm và chắc xe luôn. Đấy, tiếp tục là chiếc Kia Morning này nhé. Sản xuất năm 2005, với giá thành bên em đang chào bán là 105 triệu đồng. Mang biển kiểm soát là 33M2863 nhé. Đấy, đăng kiểm một xe thì tới tháng 6 năm 2022 này. Đây. Nội thất đây, màu kem. Rất là phù hợp cho mọi người, nhất là các bác nữ sử dụng xe đi chợ rồi là đi đón, đưa đón con đi học, tránh mưa tránh nắng thì rất là ok luôn. Hơn 100 triệu đồng luôn. Đấy, một dòng xe nhập khẩu rất là bền lành, không hay hỏng vặt. Đây, nội thất khá là đẹp luôn quý vị nhé. Ghế bọc da màu kem, trần bọc da luôn. Đây, màn hình cam lùi này, đầy đủ hết này. Màn hình cam lùi khóa khiển nhá, đầy đủ hết đây. Hệ thống khung gầm đây, cũng gầm sàn đây, không có mục ngoặt gì cả đây. Chất lượng thì cả nhà yên tâm rồi, chất lượng yên tâm rồi. 105 triệu đồng. Đấy, mọi người quan tâm đến xe nào thì cứ liên hệ cho bốn máy Kinh Môn nhá, theo số điện thoại 0354152888. Và trong video ngày hôm nay thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý khách hàng trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng với kênh của em. Xin chúc cho mọi người và gia đình có thật nhiều sức khỏe nhé.
và chuẩn bị đón Tết một cái Tết an lành vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.